phát thưởng tiền lương là nghe nói giải nhất cho Trương Giang là cặp đôi được 1,4 triệu gì đó, 1,4 triệu á, là nó phát tiền luôn. Còn sao của em, mấy em Điền Kinh người đó có tiền nữa nữa sao đâu. Ủa với Trương Giang nói nói nữa chút sức của em á. Đơn nam chưa đá ông bài mà đá đơn nam nữ mà em chạy về chơi 2 môn mà chứ phải chưa đủ 2 môn là em đá cầu mà đá với nhiều với mấy đứa nè ha, đâu nam nữ rồi là nó giải nhiều đứa nó giải hơn thì chơi rồi nửa trường có thưởng nữa. Rồi giao quy chương lên chụp hình coi. Rồi chụp hình đó con, chụp hình với trưởng phòng đó. Rồi. Đi qua bên đó coi có tiền không? Đang đây, đang đây, đang đây. Thank you.
cho nó điểm danh được chứ. Thì có y tế là về cho con bú rồi. Tại gọn. Thấy lắm rồi vậy. Cuốn theo quá mình ơi. Không biết chắc hả? Vậy có hai trường hả? Làm giá nó đẹp thôi. Mà thì xuống thì là có một trường thi là có một trường. Đẹp rồi. Chân không được dài lắm hả? À, đúng là chân không dài. Đã rồi mình không?